Hello, chào tất cả bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Chúc tất cả bạn có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bạn nhá. Thì ngày hôm nay chúng ta mới có một sự kiện mới, đó chính là chung sức, nên là các bạn sẽ cùng mình chúng ta đi nhận quà một cách thật là nhanh nhất các bạn nhá. Và nói chung là hiện tại mình cũng đang còn thừa nhiều quân huy quá các bạn ơi, hơn 40.000 quân huy liền. Nên là bạn nào đang xem, nếu mà chúng ta gọi là muốn được mình tặng quà ấy, đó tặng các bộ skin. Hiện tại thì cũng có khá là nhiều bộ skin giảm giá, nhưng mà mấy bộ này thì không đẹp lắm các bạn ơi. Mình thì thường là tặng tới cho các bạn là skin bậc 2S hơn. Nên là bạn nào muốn được tặng thì đừng quên là like, đăng ký kênh, bật chuông. Mỗi clip thì mình sẽ chọn khoảng 5 bạn các bạn nhé, để tặng skin 2S. Đó, 5 bạn thì tốn đâu đó gần 5.000 quân huy rồi đấy. Ok, tiếp theo thì các bạn sẽ cùng mình chúng ta đến với sự kiện chung sức này. Đây, nhấn ở ngoài trang chủ cái là vào luôn rồi. Hướng dẫn này, đây chúng ta có phần hướng dẫn, bạn nào cũng có thể đọc qua phần hướng dẫn này nhá, để mình xem trong sự kiện này thì chúng ta sẽ có những skin gì nhé các bạn ơi. Đó, khá là nhiều skin ngon, các bạn cũng có thể chúng ta xúc quà cao cấp này. Chúng ta có cả quà cao cấp, quà thường. Thì ở phần quà cao cấp chúng ta có liên tiếp nữ hoàng pháo hoa rồi, Toledo lên đêm các kiểu, mấy skin này cũng được các bạn nhé. Rồi là Grack mèo thần tài. Ở đây thì mình có qua một nick khác. Nick này thì mình chỉ lấy quân huy để tặng các bạn thôi, nên là skin thì thường không có, để dễ làm clip hơn đấy. Chứ nếu mà qua các nick mà full skin thì cái phần này ấy thường là chúng ta sẽ là giấy ở bộ tuyệt sắc các bạn nhá, được chưa? Ok, thì mình sẽ làm mới thử xem có skin gì ngon ngon hơn nữa không. Chúng ta sẽ có 4 lượt làm mới miễn phí các bạn nhá. Đang hơi lag, mình nghĩ là sự kiện nó đang mới đầu hơi đông ấy, nó đang hơi lag các bạn ơi. Ui, vẫn chưa thấy nè. Ok, tiếp theo ở đây thì mình thấy là đã có rồi, có Morat thần tượng học đường rồi, cái kiểu Tulane đông em đêm. Thì chắc là mình sẽ chọn skin của Tulane đấy các bạn nhá, tại vì nó đang hơi lag. Cái xác nhận phần quà này thì mình sẽ xác nhận luôn này. Ok, và đây là giao diện. Chúng ta sẽ có các nhiệm vụ hàng ngày như là đăng nhập này, đăng nhập mỗi ngày, giúp người khác này, mời bạn bè chung sức, và nạp năng lượng. Ở đây mình đang có nạp năng lượng 2 lần nên là chúng ta nạp luôn nhá. Thường những cái lượt đầu ấy thì chúng ta nạp nó sẽ được rất là nhiều, rất là nhiều đúng không ạ nhá. Ôi, nạp xong thì có một vòng quay năm mới này, quay luôn nhỉ. Ok, vòng quay năm mới có gì đây? À, chúng ta được chúc mừng, bạn đã nhận được 10 điểm này các bạn. Rồi, các bạn chờ mình chút xíu nhá. Ở đây thì mình sẽ xác nhận luôn. Nó ngoài phần quà 10 điểm thì chúng ta có hiệu hiệu thân thiết này, dây bùa huyền bí này, dây bùa các kiểu, rồi hoạt họa. Ok, mình sẽ ích phần này đi nhá. Khi mà chúng ta lên các dấu các cột mốc thì chúng ta sẽ được quay vòng quay này. Tổng cả thì đã nạp 346 năng lượng, là vẫn đang còn 653 năng lượng nữa. Tổng cả là khoảng 1.000 năng lượng để chúng ta nhận được skin ở cuối đây đấy các bạn ơi. Chúng ta có thêm một phần nữa, đó chính là mời bạn bè chung sức này. Đó, và chúng ta giúp bạn bè. Thì nếu mà các bạn chúng ta muốn ấy, gọi là hoàn thành xong sự kiện này, thì các bạn chúng ta vào những con nick bạn bè của chúng ta mà offline rất là lâu rồi ấy, các bạn thấy là những con nick này mà chúng ta có thể nạp 200 điểm rồi 240 điểm ấy, là chúng ta offline rất là lâu rồi các bạn nhá. Các bạn nhớ là những người bạn bè này là đã offline rất là lâu rồi, chúng ta có thể kêu người đó quay trở lại game, hoặc là mượn, chúng ta mượn, chúng ta đăng nhập vào để các bạn nhập mã của các bạn. Đây, đây chính là mã của chúng ta nhá. Đây, mã mời của chúng ta đây, các bạn sao chép rồi qua những người offline lâu ấy, xong rồi các bạn vào trong game, vào sự kiện, rồi chúng ta vào phần giúp bạn bè này, rồi các bạn nhập mã của chính chúng ta vào trong đây. Đó, các bạn giúp một cái là ok thôi. Nhưng mà các bạn nhớ là những phải những người offline lâu rồi thì chúng ta mới có thể giúp nhiều điểm các bạn nhá, như là 200 điểm các kiểu này. Đấy, các bạn thấy rất là nhiều người 200 điểm là những người này offline lâu rồi các bạn nhá. Chỉ cần vào thôi là khoảng 3 người các bạn nhá, 3-4 người gì đấy là các bạn sẽ nhận được phần quà cuối luôn rồi. Mất đâu đó chỉ khoảng những bạn nào nếu mà có nick phụ chẳng hạn, hoặc là chúng ta có bạn bè như họp được như thế, thì chỉ tầm khoảng 3-4 phút thôi là chúng ta sẽ nhận được luôn phần quà cuối các bạn nhá. Rất là đơn giản như thế. Đó, ok chưa? Mình có hướng dẫn sắp tới cho tất cả bạn sơ qua để chúng ta biết được cách chơi. Những lượt sau thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ được ít năng lượng rồi. Ok, và bây giờ mình cũng kết thúc tại đây thôi. Chào và hẹn gặp lại tất cả bạn trong những video sau nhé.